Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin vẫn đang giao dịch quanh mức 67.000 đô la khi sự thất vọng tăng lên sau đợt đột phá giá thất bại. Sau khi chạm mức 70.000 đô vào đầu tuần này, Bitcoin một lần nữa điều chỉnh và duy trì phạm vi giao dịch đã thấy trong nhiều tuần. Bitcoin được giao dịch lần cuối dưới mốc 50.000 đô la vào giữa tháng 2, một tháng trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 73.800 đô. Những mức cao đó đã trở thành mức kháng cự mạnh, với dữ liệu từ bộ giao dịch Decentrader cho thấy mức độ thanh khoản cao. Có độ sâu yêu cầu khá dày khoảng 70.000 đô la trở lên, thị trường sẽ yêu cầu một số câu chuyện mới có thể để vượt qua điều đó. Không phải tất cả mọi người đều cho rằng xu hướng giảm có khả năng xảy ra đối với giá Bitcoin. Một số nhà quan sát thị trường lưu ý, cá voi Bitcoin đã tăng mức độ tiếp xúc với Bitcoin một cách đáng kể ở mức giá gần đây. Số lượng cá voi nắm giữ ít nhất 1.000 Bitcoin gần như đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Nhà phân tích Willy Wu nhận định, điều này rất lạc quan. Mỗi chu kỳ trước đây, giai đoạn FOMO của thị trường tăng giá bắt đầu khi các cá voi thực hiện bán. Theo CryptoQuant, giao dịch mua cá voi đạt 1,3 tỷ đô, vì vậy Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn đầu của xu hướng tăng. Thông tin tiếp theo, trong khi hầu hết các loại tiền điện tử đang gặp khó khăn, thì Tomcoin lại đạt được mức tăng ấn tượng. Mọi thứ thậm chí còn có thể tốt hơn trong những tuần tới, khi Tomcoin chuẩn bị một đợt tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn, vì token có thể chứng kiến sự điều chỉnh trước khi chuyển sang xu hướng tăng. Dữ liệu của CoinMarketCap tiết lộ rằng giá Tomcoin đã tăng gần 4% trong ngày hôm nay. Trên thực tế, chỉ trong 24 giờ qua, giá trị của nó đã tăng gần 2 đô la. Hiện tại, Tomcoin đang giao dịch ở mức 7,9 đô la với vốn hóa thị trường hơn 19 tỷ đô, khiến nó trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 9. Nhờ giá tăng, biểu đồ tâm lý có trọng số của Tomcoin tăng lên, có nghĩa là tâm lý lạc quan xung quanh token này đang chiếm ưu thế trên thị trường. Khối lượng xã hội của nó cũng tăng vọt, phản ánh mức độ phổ biến ngày càng tăng của Tomcoin. Phân tích cho thấy số lượng địa chỉ duy nhất đã hoàn thành ít nhất một giao dịch trên Tomcoin đã vượt qua số lượng địa chỉ Ethereum trong 10 trên 12 ngày qua. Theo nhà phân tích Ali, Tomcoin đã sẵn sàng cho một đợt đột phá tăng giá. Điều này có thể cho phép nó chạm mốc 11 đô la trong những ngày tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể phải chờ một chút để Tomcoin hoàn thành giai đoạn hợp nhất, có thể chứng kiến Tomcoin giảm xuống 7,2 đô la để thu thập đủ thanh khoản cho đợt tăng giá sắp tới. Dữ liệu của sentiment cho thấy áp lực mua đối với Tomcoin vẫn ở mức cao. Điều này thể hiện rõ qua sự gia tăng dòng tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch. Nguồn cung của nó trên các sàn giao dịch giảm trong khi nguồn cung bên ngoài sàn giao dịch tăng lên. Điều này càng cho thấy áp lực mua cao. Tuy nhiên, cá voi đã chọn bán Tomcoin vì nguồn cung do các địa chỉ hàng đầu nắm giữ giảm mạnh. Áp lực bán từ cá voi có thể khiến Tomcoin giảm xuống còn 7,2 đô. Về mặt phân tích kỹ thuật, giá Tomcoin đã chạm vào giới hạn trên của dải Bollinger. Điều này thường dẫn đến việc điều chỉnh giá. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI của Tomcoin cũng ở gần vùng quá mua. Nếu chỉ báo đi vào lãnh thổ đó, áp lực bán có thể tăng lên, do đó có thể đẩy giá Tomcoin giảm xuống. Và thông tin cuối cùng, Binance đã thông báo hủy niêm yết một số cặp giao dịch giao ngay do tính thanh khoản và khối lượng giao dịch kém. Quyết định này là một phần trong quy trình xem xét định kỳ của Binance nhằm duy trì môi trường giao dịch chất lượng cao cho người dùng. Trong các cặp này, Bitcoin, TUSD, BNB đóng vai trò là tiền tệ định giá. Các đồng Alpaca Finance, MDX, NF Prom, QuickSwap và XAI đã không còn phổ biến đối với người dùng Binance. Tuy nhiên, việc loại bỏ các cặp nêu trên không ảnh hưởng đến từng token riêng lẻ trên Binance Spot. Người dùng vẫn có thể giao dịch các token này với các cặp có sẵn khác trên nền tảng. Trong một bước phát triển mang tính bước ngoặt, BNB Chain và Binance Lab đã giới thiệu liên minh ươm tạo BNB, viết tắt là BIA, vào ngày 13 tháng 6. Động thái này nhằm mục đích thúc đẩy sự lạc quan trong không gian Web3. Sáng kiến này tập trung vào việc cùng nhau xây dựng để đẩy nhanh quá trình Web3 nhằm hỗ trợ các dự án blockchain giai đoạn đầu. BIA có kế hoạch nuôi dưỡng các dự án này thông qua các sự kiện toàn cầu được đồng tổ chức và các nhà đầu tư mạo hiểm, vườn ươm và cộng đồng nhà phát triển. Liên minh còn cung cấp các khoản tài trợ và cơ hội cho các dự án blockchain mới nổi. Những người tham gia có quyền truy cập trực tiếp vào chương trình nhà xây dựng giá trị nhất MVB của chuỗi BNB. Hơn nữa, họ cũng sẽ nhận được tài trợ từ chuỗi BNB và cơ hội đầu tư từ Binance Lab. Ngoài ra, người tham gia có thể sử dụng gói LAN as a Service, viết tắt là LAAS. LAAS là dịch vụ tất cả trong một của BNB Chain để khởi chạy các ứng dụng phi tập trung DApp. Nó bao gồm cơ sở hạ tầng, an ninh, quản lý ngân quỹ, tăng trưởng kinh doanh và hỗ trợ tiếp thị. Gói này cung cấp miễn phí cho các dịch vụ có giá trị lên tới 300.000 đô. Sự hỗ trợ toàn diện này nhằm mục đích giúp các dự án blockchain mới thành công. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.